Chào mọi người, đây là chiếc Sennheiser EA500 Pro, chiếc tai nghe đầu bảng trong dòng Pro của Sennheiser. Thì ở dưới nó là có hai mẫu là EA40 và EA400. Thì mình đã trước đây là giới thiệu các bạn ra đây EA500. Thì cái đây là một sản phẩm cá nhân mình rất thích luôn, bởi vì cách âm của nó khá đặc biệt trong tầm giá của nó và những gì nó thể hiện được là một điều khá mới trong tầm giá này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong nó có gì ha. Thì hộp bút của nó thì cũng bình thường thôi. Nó là một driver single dynamic. Thì các bạn có thể thấy đây, hình giới thiệu về driver single dynamic đây ha. Driver của Sennheiser cũng khá là đặc biệt, bởi vì nó mang công nghệ là True Response. True Response ở đây là gì? Nó là công nghệ giúp làm giảm độ máy tiếng của driver dynamic xuống mức rất thấp. Nó có thể cạnh tranh được so với những cái driver ba lăng amateur luôn. Rồi, bên trong hộp thì các bạn có thể thấy đây là chiếc tai nghe Sennheiser EA500 Pro. Rồi, phụ kiện thì nó cũng không có gì nhiều, nó cũng tương tự như con EA400 thôi. Là 6 cặp tiếp, 3 cặp tiếp silicon và 3 cặp tiếp foam. Đeo rất là êm ái ha. Một jack 6.3, một cái công cụ vệ sinh giống nozzle bên trong tai. Và cái hộp đường tai nghe thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nói chung thì khi mà các bạn mua tai nghe này, chắc mua EA500 Pro thực sự là có lẽ theo mình nghĩ là không phải vì ngoại quan của nó. Ngoại quan của nó các bạn có thể nhìn thấy đó, bên trong nó là một cái driver đây ha. Bên trong driver dynamic đây. Màu sắc thì nó sẽ có hai phiên bản là màu trong hoặc là phiên bản màu xám đen xám. Thực sự thì về ngoại quan thì không có gì quá gì đặc biệt là so với những con trong cùng tầm giá thì có nhiều con sẽ nhìn đẹp bắt mắt hơn EA500 Pro rồi. Một chút xíu là về dây dẫn của nó thì dây dẫn của Sennheiser được giới thiệu là dây dẫn được bế như thế này á, thì để làm giảm cái chuyện microphonic, giảm cái chuyện nhiễu tín hiệu khi mà các bạn sử dụng với cái nguồn phát. Cái đầu connector của nó, các bạn có thể thấy đầu connector khá đặc biệt, nó tương tự MMCX nhưng mà không phải MMCX ha. Cái đầu này thì các bạn kiếm trên thị trường hiện tại cũng rất khó, nên là các bạn nhớ giữ cẩn thận cái dây này ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về chất âm của nó luôn. Chắc các bạn thực sự mua EA500 Pro về thì chắc chủ yếu là về chất âm của nó thôi. Chất âm của EA500 Pro, nếu bạn nào đã từng nghe những cặp loa monitor trong phòng thu, đặc biệt những phòng thu mà đã được cân chỉnh tốt á, thì các bạn sẽ thấy màu âm của EA500 Pro tương tự như những loa monitor luôn. Nó hướng đến những người dùng chuyên nghiệp, đặc biệt là những người monitoring hoặc là mastering trong phòng thu. Bởi vì tiếng của EA500 Pro nó hơi thiên hướng, nó mang thiên hướng khác với EA400 và EA40. Nó EA400 và EA40 thì mang cái tính chất là hơi bốc, thể hiện giàu năng lượng cả ba giải. Thì EA500 thì nó chân thật hơn, nó thể hiện không quá giàu năng lượng nhưng mà thể hiện bù lại đó một sự chính xác cực kỳ luôn nha các bạn. Bạn nào mà nghe giải mix, đặc biệt là nghe vocal nhiều á, thì các bạn có thể nhận thấy được nó EA500 Pro, EA500 Pro nó thể hiện cái màu âm nó hơi một chút gì đó, nó hơi khô, nó hơi forward, nó hơi tiến một chút xíu. Và thứ hai nữa, nó thể hiện chính xác không hề màu mè luôn. Dùng để kiểm âm hoặc là dùng để điều chỉnh cái vocal á, thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tốt luôn nha. Bạn nào mà đang làm trong phòng thu hay là đang làm mastering thì đây là một trong những sản phẩm mà các bạn nên tham khảo trước, bởi vì cá nhân mình thì mình đánh giá con này là một ngôi tai nghe cực kỳ chính xác, đặc biệt là giải mix luôn. Nói vậy thì giải bass của nó được tune thì cũng thể hiện rất chính xác với đầy đủ độ chi tiết, đủ lực, nhưng mà nó không có quá giàu năng lượng, nó chỉ thể hiện đúng thôi, nó không thể hiện giàu năng lượng như để các bạn đánh EDM hay là đánh hip hop, nó không phải là kiểu đó. Nó thể hiện đúng, các bạn quýnh bass như thế nào, decay như thế nào thì nó thể hiện đúng như thế đó luôn. Cái một điều cũng khá là thú vị với con EA500 Pro này đó là giải trép của nó được tune đúng theo kiểu như phòng thu luôn. Nó quýnh khá gọn gàng, nó không quá sparkle, nó không quá long lanh trong trẻo như con EA400. Nó quýnh gọn, nó quýnh chính xác và nó quýnh cái response của nó, đặc biệt cái response ở giải trép á, nó quýnh rất chính xác luôn nha. Decay, nhạc cụ, gõ, cá nhân mình nghe đặc biệt classical hoặc là những bản instrument á, nó thể hiện cái nhạc cụ gần giống với nhạc cụ thực tế nhất luôn. Mình thật sự rất ấn tượng với con EA500 này, đặc biệt nếu bạn nào mà có muốn nghe nhạc giống như những gì music producer, những nhà audio engineer muốn thể hiện thì đây là một sản phẩm cực kỳ sáng giá. Cảm ơn mọi người đã xem video ha. Nói chung sản phẩm này thì chắc hướng đến đối tượng cũng khá đặc biệt đó.